Ok, thì chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Thì mình là Zeoka đây, và hôm nay mình sẽ chơi một cái mod do một bạn fan gửi cho mình. Và ok, bây giờ thì chúng ta what the hell, thằng này đâu ra vậy? Ok, và hôm nay mình sẽ chơi cái mod đó với Zeokuro. Thì các bạn đừng quên ghé qua channel của Zeokuro để ủng hộ bạn ấy nha. Ok. Ok, xin chào các bạn nha. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta đi chọn đội đi. Chọn đội nào? Chọn đội xanh dương. Rồi ok, thì bây giờ chúng ta bắt đầu chọn màu để mà vào bắt đầu chơi. Rồi, tôi sẽ chọn đội xanh lá. Tôi sẽ chọn đội vàng. Ok. Trời ơi. Cái gì đây? Ở đây có rương nè. Cái này có 5 chặng. Chọn chặng 1 nha. Rồi đi xuống đây thả mấy cái con lính mình ra. Chừng nào nói bắt đầu mới bắt đầu nha. Ok. Ồ, có cái túi. Cái túi chứa rất nhiều đồ. Wow. Không biết hạt. Ồ. Đã, mấy con này tí hon à. Ui, mình bấm vô nó được nè. Rồi cái gậy này làm sao? Quăng xuống hả? Ừ, quăng xuống nó lại đi lại lụm nè. Ui, mod hay vãi. Có cầm kiếm kìa. nhập vô nó. Tôi nhập vô nó được nè. Ui, bỏ da thuộc vô là nó mặc giáp. Tuyệt vời. Đâu để coi. Thanh niên kia tới đâu rồi? Ô, mod này đúng hay luôn á. Anh niên kia mặc giáp rồi kìa. Rồi. Hạt vàng làm gì đây? U, hạt vàng là ông vua. Mình nhập vô ông vua là mình đi vô trận chiến. Rồi, xong chưa? Từ từ nha. Chừng nào xong rồi tôi... Còn hai thằng chưa mặc giáp. Xong rồi tôi gạt cần gạt là bắt đầu trận chiến. Còn hai chưa mặc giáp mặc lại cái tiết trời rồi. Ok. Còn cái hạt vàng quăng xuống đi, nó là ông vua. Rồi, ok. Rồi. Trận đấu chuẩn bị. Ui, từ từ. Người dưới ông vua. Lẹ đây. Mình nhập mất ông vua rồi. Ui. Đây, ông vua của mình đây. Rồi, xong chưa? Rồi vô. Rồi, trận đấu sẽ bắt đầu. Vô. Gà đi. Vô của tôi đâu. Mấy con quỷ này. Trời, nó đi lung tung. Ôi sao nó núp ra. Chết nhát quá. Mấy con quỷ này. Ô, nó lộn rồi. Ui. Bây giờ mình nhập vô ông vua ra. Nhập vô ông vua đi xem tình hình. Đó. Rồi, trận này thì team mình win rồi. Ôi, con team mình núp trong kia kìa. Ha ha. Tem vàng đánh tuyệt vời quá. Ông vua nè. Đang nhập vô ông vua xem ông vua làm chuyện gì đây. Ông vua vô nhà màu đỏ. Cá rơi, qua đây đứng đi, cá rơi. Nhập vô đi, coi đẹp lắm. Mà ông nào chết là ông được cầm cái xác của nó là ông bưng ra lại nha. Vậy đứng đây xem tụi nó đánh. Ui, đánh. Rồi, ông vua. Ông vua đứa nào chết rồi? Không biết team nào đang thắng. Hình như hai bọn. Đây. Team. Ủa. Đây. Ôi, team tôi đang thắng, team tôi có 14 lần. Fuck. No. Team vàng nãy ra trận mạnh mẽ mà sao giờ chết hết rồi. No, ông vua. Rồi. Còn ông vua. 3, 2. Ông vua quá chao bò. Rồi. Ông vô lên đường luôn. Yes. Rồi. Giờ chúng ta bắt đầu trận mới. Clear đi. Đẩy game mode 1. Đẩy game mode 1 bay lên. Ok. Đẩy clear hết đồ rồi. Bập. Rồi, ủa? Cái này sao? Còn nữa kìa. Cho thu dọn xong rồi mới clear nha. Để xem hết mấy trận này thì ai win đây. Rồi, tôi thắng 1 trên 5 rồi nha. Không biết đội vàng hay là đội đỏ. Ủa, đội xanh lá cây. Rồi, trận 2.
rồi game mod 1, game mod 0 nha. Rồi. Tôi nhìn nhau. Ơi quên che cái hàng rào lại. Ok. Rồi. Chẳng ai. Thôi bây giờ mình thả một lượt luôn đi. Mình thả một lần hai chặng đi. Không, tôi mất cái remote rồi. À, không thể xuống kia lại cũng được. À, ok. Thôi một chặng thôi. Một chặng à? Rồi. Rồi, xuống đi. Ơi, hay là mình kiếm mất một, mình lấy ngựa đi. Cho nó đẹp. Thôi, mấy đẹp được. Sao? Chắc sẽ có ngựa ấy. Không có ngựa đâu. Ờ, bây giờ thử chặng này xem coi có cưỡi con gì không. Rồi, thả đi. Rồi, tôi đang mặc dép. Phải, nhanh gì? À. Ờ, quăng ra gì đi cho lẹ. Đấy, quăng gì đi cho nó tự lệ mặt. Ờ, mặc giáp nhanh, nhanh lên. Để chưa cầm vũ khí à. Ông vua đi, để chọn thằng nào đẹp trai nhất là ông vua. Đây, ông vua. Hình như thằng nào cũng như thằng nào cả đó. Tụi nó không có mắt mũi miệng tay chân nhỉ. Thằng này cũng có mắt mũi miệng. Rồi, chuẩn bị trận đấu sắp sửa bắt đầu. Ui. Con bố. Ok. Con mặc lẹ đi, mặc lẹ đi thanh niên. Tôi chuẩn bị bắt. Hay chưa cầm vũ khí. Xong chưa, xong chưa? Tụi nó cứ theo vua hoài. Đào đi, để xem lén. Chắc 4 cái vũ khí. Rồi, vô chưa? Rồi. Vô. Trận đấu bắt đầu. Ok, quân mình đâu rồi? Quân xong đâu? Xong lại cái remote. Quân không đứt nữa rồi. Trời ơi, đứt trong nhà kìa trời. Cái remote là... Come on. Go, tiến lên. Rồi, tìm tôi bắt đầu đè rồi. Tìm tôi cũng ra nè, đó. À, ôi, vua. Ông vua kìa. Trời ơi, ông vua. Ra đây. Đấy, vua ra rồi. Đây, bỏ đồ ở ngoài nó mới đi ra. Bỏ cái bảng á. Trời ơi, ông vua. Trời ơi, mấy thằng này đi vòng. Ra đi. Nhảy kìa, nhảy như ếch vậy. Ôi, chiến đấu rồi. Trời. Nhập vô ông vua ơi, nhập vô ông vua. Ông vua tên tôi hồ béo quá. Nhập vô ông vua. Đó, ông vua quất. Ôi, chết rồi, vua. Chết vua coi như là mất đi người chỉ huy rồi nha. Ô mà nó nấu. Dạ, quất ông vua đi ra chiến trường luôn. Holy cow. Yes, 20. Yes. Gì vậy? 10. Ôi ông vua còn 10 máu à. 12. Ơi còn 9 quân gì? Sao quân tôi yếu quá. Yes. Rồi ông vua sắp quy rồi, ông vua quy tiên luôn. Rồi win nè. No. Rồi xong rồi, sắp rồi. Rồi xong lại thua. Không hiểu luôn á, hình như tem xanh thì nó hắt cái gì á. Rồi chưa xem clip ông gắn cái remote vô cái bảng đi. À. Rồi phải bay lên đó clear lại. Thu dọn chiến trường nhanh lắm. Đây, bụp. Rồi thu dọn chiến trường đi rồi clear. Làm sao để máy nó lên chết. Clear nha. Bụp. Rồi. Hình như để coi. Chẳng nào cũng như chẳng nào mình phải thêm cho nó hay. Thêm ngựa thêm gì đi. Thêm cá sấu đi. À, thêm gì? Thêm rùa đi. Thêm gì cũng được. 16 con rùa nha. Ok, đem qua cho tôi. 11, 2, 3, 4, 15, 16. 16. Thằng này cưỡi ngựa hết hả? Nè. Ôi, ngựa xanh lá cây chứ.
đâu đó. Ủa không, chẳng chẳng này dùng. Chẳng này dùng go, chẳng sao dùng con khác. Con không đi. Ok rồi, chẳng ba rồi. Chẳng cuối cùng này dùng con game set nè. Rồi game mất không đi. Nhớ, xuống nhớ like đúng không nha, xuống quẩy không ơi. Nhớ đúng không ạ, quên tắt nữa, tắt cái hàng rào đấy mới có thể chiến đấu được. Rồi rồi này like luôn nha. Ok, trận này trận chiến của những con rùa. Rồi. Giờ tôi mới rút được một cái kinh nghiệm là trước khi mua ra là phải bứt mấy cái đồ kia ra trước. Không là tụi nó cứ theo mua. Ê, mấy cái con này, mấy con rùa phải đặt ra nha. Biết rồi. Không biết tụi nó có cưỡi không. Ông vua sẽ là hàng đẹp trai nhất. Quăng quăng ở đây, coi thằng đẹp trai nào lại lấy. Ông vua là đẹp trai giống mình. Ông vua cứ rùa kìa, nó nhìn hài vãi luôn. Ui. Ui giời ơi. Tại sao cái tụi này nó không lại lấy đồ? Đây, một thằng cứ rùa, hai thằng cứ rùa. Kệ, bên tôi cứ rùa cái đống luôn nè. Nhìn ngầu. Nhìn ngầu ngầu làm sao á. Ủa sao nó không lấy đồ mà? Mấy cái thằng này đó, cái thằng này động khổ quá. Ui, hôm nay đi đâu vậy? Hôm nay đi đâu vậy? Ui, một thằng không cầm gậy. Chắc luôn. Rồi. Vô. Trận chiến. Để tôi cho mua đây. Trận chiến sắp bắt đầu rồi. Con thanh niên này gì đây? Rồi, let's go. Rồi. Let's go. Yeah. Đâu rồi, quân mình đâu? Còn lại nấp nữa rồi. À, mày anh hùng nấp. Anh hùng nấp. Anh hùng nấp. Đây mới thật sự là anh hùng nấp nè. Ôi ré rồi, ré rồi, ré. Đó, 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 đó. Nhập vô, để tôi nhập vô một con này. Ui, nó không ra. Nó không ra, không nhập được. Mày. Trận chiến của những ông vua nè. Ây da, thanh niên cầm gậy. What? Xin thôi. cầm thông á, thông á. Đừng nhìn mặt thấy kìa. Ui hang này đi đâu nữa. Không tiêu luôn. Ôi tìm bắt. Bóp quốc. Mày. Ui. Thôi đó. Đúng rồi, ra đi. Ra đi. Búp. Nhìn hai vãi lên luôn á. Nhập vô nữa không được ta. Bây giờ hình như nó cười rùa mình nhập không được. Rồi ra hết rồi, cầm cái mót thử.